Bóng bay phát nổ trong lễ khai giảng, 7 học sinh nhập viện do bỏng. Sáng ngày 5 tháng 9 trong lễ khai giảng tại trường tiểu học Yên Phú, huyện Yên Định, Thanh Hóa, một số học sinh đã lấy bóng bay chơi, không may bóng bay phát nổ khiến 7 em bị bỏng. Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 5 tháng 9, bà Nguyễn Thị Khuyên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Định, Thanh Hóa, xác nhận sự việc 7 học sinh ở trường tiểu học Yên Phú, xã Yên Phú bị bỏng do nổ bóng bay trong buổi sáng khai giảng năm học mới 2023-2024. Theo bà Khuyên cho biết, ngay sau lễ khai giảng năm học mới xong, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Định nhận được tin báo từ ban giám hiệu trường tiểu học Yên Phú về việc tại trường xảy ra vụ nổ bóng bay làm 7 em học sinh bị bỏng ở tay. Theo báo cáo ban đầu của ban giám hiệu trường tiểu học Yên Phú, sau phần lễ khai giảng, các thầy cô giáo của trường tiểu học Yên Phú đã thả khoảng 20 quả bóng bay. Trong lúc các thầy cô giáo đang thả bóng bay, một số học sinh và phụ huynh chạy vào để lấy bóng. Lúc này có một phụ huynh hút thuốc lá, vô tình châm lửa từ điếu thuốc vào quả bóng bay gây nổ. Sau đó nhiều quả bóng trong chùm bóng bay phát nổ làm 7 học sinh bị bỏng, đa số bị bỏng ở tay. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ban giám hiệu, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Định đã đưa 7 học sinh bị bỏng đến bệnh viện đa khoa Yên Định để cấp cứu, chăm sóc chữa trị vết bỏng. Bà Nguyễn Thị Khuyên cho biết thêm, đây là vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra đúng ngày vui khai giảng năm học mới, bà Khuyên nói. Theo thông tin từ bệnh viện, sức khỏe và tâm lý các học sinh đã tạm ổn định, mức độ vết bỏng không quá nghiêm trọng. Trước đó theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 1 tháng 2 năm 2023. Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cho biết khoa ngoại của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi bị bỏng bàn tay phải do bóng bay bơm khí hydro phát nổ. Phía gia đình cho biết bé NTK 4 tuổi trú tại thành phố Bắc Giang gần đây được gia đình mua cho quả bóng bay bơm khí hydro. Khi bé đang cầm bóng chơi đùa thì bóng bay bất ngờ phát nổ lớn. Vụ nổ đã khiến bệnh nhi bị bỏng bàn tay phải. Sau tai nạn xảy ra, gia đình lại chỉ cho con đắp thuốc nam của một thầy lang không đưa đến bệnh viện thăm khám điều trị. Sau vài ngày, vết thương không những không khỏi mà ngày càng lan rộng. Lúc này gia đình mới tức tốc đưa bé K vào bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Bác sĩ Phạm Văn Đại, trưởng khoa ngoại bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cho biết, sau khi tiếp nhận và kiểm tra, bác sĩ xác định bệnh nhi NTK bị bỏng độ 3, vết thương ở mu bàn tay phải có tình trạng nhiễm trùng. Ngay lập tức các bác sĩ đã nhanh chóng vệ sinh làm sạch vết thương, thực hiện kỹ thuật ghép da nhân tạo tại vị trí bỏng cho bệnh nhi. Bóng bay thường xuyên xuất hiện trong các buổi lễ khai giảng khi mang tính trang trí nhiều màu sắc, tạo không gian đẹp đẽ. Tuy nhiên cũng có nơi yêu cầu các trường học không thả bóng bay khai giảng như Đà Nẵng. Theo các bác sĩ, loại bóng bay bơm khí hydro rất nguy hiểm nhưng nhiều người chủ quan khi sử dụng. Khí hydro có cấu trúc phân tử rất bé, dễ dàng thẩm thấu cực nhanh qua màng bóng bay. Chỉ cần tiếp xúc với bóng đèn hay gặp không khí nóng hoặc ra ngoài trời nắng là có đủ điều kiện kích hoạt phản ứng bóng có thể nổ tung. Khí hydro bị nén trong bóng bay sẽ phát nổ rất mạnh, nguy cơ gây bỏng mặt, mù mắt, bỏng tay cho người cầm. Sáng ngày 5 tháng 9, khoảng 23 triệu học sinh các cấp trên cả nước đến trường tham dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo chỉ đạo lễ khai giảng năm học 2023-2024, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên phụ trách, đảm bảo tính an toàn, vui chơi, ý nghĩa, ngắn gọn, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Chương trình khai giảng cần chú trọng tạo dấu ấn hấp dẫn đối với học sinh, giúp các em có những trải nghiệm đáng nhớ trong ngày đầu tiên của năm học mới. Trong khi đó, tại thành phố Hà Nội, chủ trương tổ chức lễ khai giảng không kéo dài quá 60 phút.